Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 11 với chủ đề Khoa học địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Những tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản ở Thừa Thiên Huế nóng lên, giá đất tăng cao ở các phân khúc. Các cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng tham gia và mang đến Festival nghề truyền thống Huế 2019 những sản phẩm mẫu mã mới để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 4. Thông tin chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu những thành tựu mới, đề xuất thảo luận các nhiệm vụ nghiên cứu địa lý trong giai đoạn mới và đẩy mạnh mối quan hệ liên kết vùng, hôm qua tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 11 với chủ đề Khoa học địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung. Hội nghị năm nay, ban tổ chức nhận được 471 báo cáo từ khắp các tỉnh thành trong toàn quốc, trong đó gần 30 bài báo cáo khoa học được trình bày tại 4 tiểu bang, tập trung vào các lĩnh vực địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, địa lý kinh tế xã hội, nhân văn và du lịch, bản đồ, viễn thám, GIS và ứng dụng công nghệ, giáo dục và đào tạo địa lý. Nội tiếp truyền thống 10 hội nghị địa lý toàn quốc đã tổ chức tại nhiều tỉnh thành từ năm 2000 tới nay, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 11 tại thành phố Huế khẳng định thêm vai trò và sự đóng góp ngày càng lớn của ngành đối với sự phát triển đi lên của đất nước, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu địa lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với các hướng chủ đạo, tiến tới định lượng hóa các kết quả nghiên cứu bằng các công nghệ hiện đại, mô hình hóa các quá trình hiện tượng tự nhiên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung cho rằng Hội nghị địa lý toàn quốc là một sự kiện khoa học có nhiều ý nghĩa, cũng là dịp gặp mặt các nhà địa lý nhiều thế hệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các kết quả khoa học, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin nghiên cứu, giảng dạy địa lý được trình bày tại hội nghị lần này sẽ là bệ phóng để phát triển ngành khoa học địa lý và mở ra cơ hội ban định kế hoạch hợp tác trong tương lai. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp báo thường kỳ thông báo những vấn đề kinh tế xã hội cũng như trả lời những vấn đề kiến nghị của cả cơ quan thông tấn báo chí mà dư luận đang quan tâm. Một trong những thông tin đáng chú ý là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 945 phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020. Theo quyết định này, có 3 dự án được bổ sung là dự án trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, quy mô khoảng 10 đến 15 hecta, dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô 2,2 hecta tại phường Hương An, thị xã Hương Trà và dự án cơ sở chế biến thủy sản tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Cùng theo thông tin từ họp báo, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất trong tháng 5 tới sẽ triển khai thí điểm phạt nguội về hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường từ hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh và tiếp tục sẽ xử lý đối với hành vi vi phạm về trật tự đô thị xây dựng. Các vấn đề nóng được các cơ quan báo chí phản ánh như tình trạng các bãi rác xử lý tập trung trên địa bàn quá tải, lộ trình tăng thu phí môi trường hàng năm vượt 50% của Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị, hàng chục hộ dân ở xã Lộc An không được xây dựng nhà ở, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn nạn xích lô coi thường luật giao thông đường bộ, sụt giá đất, cùng đây được lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời, giải đáp và làm rõ. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Kinh tế xã hội tỉnh trong 4 tháng đầu năm có những tín hiệu tích cực khi có nhiều doanh nghiệp thành lập mới. Dự ước có 215 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 32%. Các doanh nghiệp mới thành lập khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng trên 1.200 lao động của địa phương. Bên cạnh đó, 120 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25%. Trong 175 doanh nghiệp tạm ngưng, tăng 12%. Chợ thể 26 doanh nghiệp bằng cùng kỳ. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể. Toàn tỉnh cũng đã cấp mới 11 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn một dự án với tổng vốn đăng ký 14.700 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 13.000 tỷ đồng. 5 dự án đầu tư nước ngoài về vốn đăng ký 60,54 triệu đô la Mỹ, ký kết 4 biên bản hợp tác chiến lược. Đáng chú ý, đã thu hút nhiều dự án lớn có tác động tích cực cho phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, đang xúc tiến hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Cụ thể, tập đoàn được giải khát Tân Hiệp Phát, tập đoàn Sun Group, công ty cổ phần Yes Huế, công ty cổ phần toàn cầu TMS, công ty Bồ Đông Industrial.
hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại hơn 45 quốc gia trên thế giới. Báo cáo từ Ủy ban nhân tỉnh cho biết, giá trị kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm có tăng nhưng chưa nhiều. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 264 triệu đô la Mỹ, tăng 4%, trong đó sơ, sợi dệt các loại 70 triệu đô la Mỹ, tăng 29%, gỗ và sản phẩm gỗ 28 triệu đô la Mỹ, giảm 8%, hàng may mặc 132 triệu đô la Mỹ, giảm 10%, hàng thủy sản 12 triệu đô la Mỹ, giảm 20%. Thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã có mặt ở 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu. Tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, các sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mạnh có quy mô lớn, có uy tín cao trên thị trường thế giới. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 180 triệu đô la Mỹ bằng cùng kỳ, trong đó chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may ước khoảng 126 triệu đô la Mỹ, chiếm 70% tổng giá trị nhập khẩu, và một số mặt hàng như linh kiện phụ tùng ô tô, thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu sản xuất bia. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản ở Thừa Thiên Huế nóng lên. Giá đất ở các khu quy hoạch đô thị An Vân Dương, các vùng giáp ranh, các dự án nhà và đất của các khu đô thị trên địa bàn tăng giá chóng mặt, tạo nên những giao dịch sôi động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới. Thị trường bất động sản ở Huế những tháng đầu năm 2019 cho thấy vẫn tiếp tục sôi động và nóng khi giá đất và nhà ở đều tăng mạnh ở các phân khúc. Các chuyên gia kinh tế cho rằng do hạ tầng cải thiện, du lịch phát triển, kinh tế khởi sắc đang là những yếu tố đẩy thị trường bất động sản tại Huế thời gian gần đây phát triển nóng. Sáng ngày 20 tháng 4, phiên đấu giá đất ở Thủy Dương, khu hạ tầng kỹ thuật A, B, C, I, C 8 cũng rất nóng khi chỉ có 31 lô đất được đấu giá nhưng có khoảng 200 người tham dự. Giá đất khởi điểm 10 triệu đồng cũng đã được đấu nâng giá lên 17 triệu đồng. Trước đó khoảng 20 ngày cùng tại khu vực này chỉ có 15 lô đất được đấu giá nhưng có trên 250 người tham dự. Giá đất khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng đã được đấu giá thành công lên đến 18 đến 26 triệu đồng, một mức tăng chóng mặt. Không chỉ ở khu vực này giá tăng cao mà cả khu quy hoạch Thủy Dương, Thủy Thanh, Thủy Vân, Vinh Đề ở Phú Vang đều tăng mạnh. So với thời điểm năm trước thì thời điểm này giá đất ở cả khu vực này tăng cao đến hơn 300%. Điển hình như khu Vinh Về giá cũng đã hơn 10 triệu đồng một mét vuông, khu Hỏi Xe Thủy Dương cũng từ 20 đến 22 triệu đồng một mét vuông, khu Thủy Thanh giá từ 22 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Không chỉ có đất ở cả khu quy hoạch mà trong khu dân cư giá cũng tăng theo, tăng từ 100 đến 200%. Tình hình chung á thì chẳng hạn như ví dụ ở Thủy Dương, khu quy hoạch Thủy Dương C8 thì hồ sơ lô đất ấy, chúng tôi bán 25 lô thì hồ sơ nộp tới 128 lô và giá khởi điểm là 12 triệu đủ lên đến 25 triệu, có thể nói là tăng giá rất là đột biến. Đất vùng ven ở các cái thị xã như ở Hương, ở thị Hải Dương chúng tôi đấu là cái giá, là cái giá khởi điểm là 1,5 tỷ, đấu cũng lên gần 3,5 tỷ. Như vậy là trên hình chung thì hầu như các khu hoạch đều, các quỹ đất của nhà nước đấu giá thì nó tăng giá hầu như chung là gấp 2 đến 3 lần. Những tháng đầu năm 2019, nhất là từ thời điểm tháng 3 đến nay, giá đất, nhà ở trên địa bàn tỉnh tăng chóng mặt. Trong 4 tháng đầu năm 2019, tỉnh cấp mới nhiều dự án đầu tư, trong đó 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 60 triệu đô la Mỹ và 4 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 5.750 tỷ đồng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Đây được xem là nguyên nhân chính tạo ra tăng trưởng và sức hút cho các nhà đầu tư, tạo nên cú hích mới cho thị trường bất động sản trong năm 2019. Các cái thông tin giúp cho thị trường bất động sản tăng giá là các cái thông tin các nhà đầu tư lớn đã về đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng giống như trước đây anh em tham gia trong lĩnh vực bất động sản, là cuối năm qua là có làm ngày hội bất động sản á, thì cũng có là các cái định hướng và các cái mà thị trường ở đây là giá sẽ tăng, là bởi vì là các cái nhà đầu tư từ Đà Nẵng hiện nay quỹ đất trong nó là giá cả lên rất là cao, thành ra so với Huế thì là giá vẫn còn thấp thì có thể là đầu tư được. Theo cái nhận định của một nhà phát triển dự án, là một đơn vị đất xanh cũng đã có cái kinh nghiệm trong bất động sản đến gần 15 năm,
thì một số cái chủ trương liên quan đến vấn đề là đầu tư cũng như là liên quan đến vấn đề là hỗ trợ từ chính phủ về các cái gói mở rộng về sân bay hoặc là các cái gói về phát triển về dọc duyên hải miền Trung, rất là nhiều sàn bất động sản và họ đã ghé thăm Huế và hầu như họ đã phát triển được một cái thị trường rất là phồn, và nhờ những cái nhà phát triển dự án này họ mới có thể là tư vấn, họ mới đem được cái hồn của dự án lên tới lại cho khách hàng, và khách hàng bắt đầu là cảm nhận từ từ để mà sử dụng cái dòng sản phẩm đó. Sự tăng giá quá mạnh ở sản phẩm đất nền đang làm khó cho người dân có nhu cầu thực sự về nhà ở. Để có 100 mét vuông đất tại các vùng ven thành phố Huế hiện nay cũng ít nhất hơn 2 tỷ đồng. Do đó, trước cơn sóng tăng giá đất hiện nay, nhiều người dân có nhu cầu nhà ở chuyển hướng tìm mua các căn hộ chung cư cao tầng ngay trung tâm thành phố, như căn hộ ở chung cư Vicoland, Xuân Phú, Aranya với giá từ 900 đến 2 tỷ đồng tùy vị trí. Đặc biệt với căn hộ cao cấp của khu đô thị The Manor Ground Huế, giá cũng tầm từ 1,4 tỷ đồng trở lên sẽ phù hợp với nhu cầu của những khách hàng muốn có nhà ở ngay tại khu vực trung tâm thành phố với nhiều tiện ích. Bởi cái giá đất này nó cao quá, cho nên là nó vượt quá cái chi phí khả năng tài chính của tôi. Còn với căn hộ ở đây thì với cái giá chỉ khoảng 1 tỷ tư đến 2 tỷ thôi thì tôi thấy nó rất là hợp lý. Tôi đang tìm hiểu ở cái tháp B mà tôi cũng đang lựa chọn một căn trên tầng 17. Năm 2019, các chuyên gia bất động sản dự báo sẽ là năm bùng nổ của thị trường tại Huế. Giá đất tăng cao khiến cho người dân thực sự có nhu cầu về nhà ở khó mua được đất. Để có thể an cư và sở hữu được nhà thì việc lựa chọn mua căn hộ chung cư cao tầng sẽ là hướng đi được nhiều người lựa chọn. Bởi không chỉ có giá đất tăng mạnh mà vật liệu xây dựng cũng tăng cao, nhất là các xây dựng đang tăng phi mã và rất khó mua. Thưa quý vị và các bạn, Festival Nghề Truyền thống Huế 2019 là sự kiện kinh tế văn hóa nhằm tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các làng nghề thủ công truyền thống, tăng cường liên doanh, liên kết trong đầu tư và phát triển. Nắm bắt cơ hội này, qua nhiều kỳ tổ chức của thành phố Huế, các cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng đã sẵn sàng tham gia và mang đến festival những sản phẩm mẫu mã mới để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế trong những ngày cuối tháng 4 này. Cơ sở tre mỹ nghệ Ngọc Tuyên ở Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, những ngày này đang khẩn trương chuẩn bị nguyên liệu, tăng cường nhân công để sản xuất những mẫu sản phẩm tre mỹ nghệ mới mang đến Festival Nghề Truyền thống Huế 2019. Tham gia nhiều kỳ festival, nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị sản phẩm hàng hóa, trưng bày, thao diễn nghề. Tại Festival Nghề Truyền thống Huế lần này, ngoài các sản phẩm truyền thống như lòng, tảng, bê, tích, cơ sở Ngọc Tuyên chuẩn bị trình làng những sản phẩm tre mỹ nghệ có kích thước nhỏ để du khách dễ dàng vận chuyển đi xa, như các loa đèn trang trí, tháp linh mù, chùa một cột, giỏ sắt, cổ chả gạo bằng sức nước, bằng chất liệu tre đầy tinh tế. Đây là những mẫu thiết kế mới với hy vọng sẽ góp phần tạo sự phong phú và đa dạng sản phẩm thủ công truyền thống tại festival. Tất cả đây là mới hết đấy, là mới sáng tác. Từ năm ngoái đến năm nay đấy, cũng cố gắng phấn đấu, cũng tìm tòi sáng tác ra những cái mẫu như thấy nó đưa vào cái ngăn tre mà thấy nó đẹp. Với mong muốn góp mặt tạo sự đa dạng cho festival lần này, doanh nghiệp thương mại Đoan Trang thiết kế nhiều mẫu mã hơn các năm trước. Đặc biệt, hoa sen được chọn làm chủ đề cho bộ tranh thôi tay và bộ sưu tập ảo dài trên các chất liệu lụa thổ cẩm với hoa tiết hoa sen, nhằm tạo dấu ấn cho chiếc áo dài Việt và mang đến cho du khách những ẩn tượng đẹp về Huế. Phải suy nghĩ trăn trở làm sao đó để cho có các cái sản phẩm nó độc đáo hơn. Và năm nay thì tôi ra rất là nhiều loài tranh về hoa sen. Các cái loài tranh hoa sen nó làm cho lễ hội festival của chúng ta nó mang thêm cái màu sắc của quốc hoa. Và cái chiếc áo dài cũng vậy, tôi cũng làm các cái hoa tiết về hoa sen. Tượng trưng cho cái vẻ đẹp nên nã và dịu dàng của người phụ nữ, tạo thêm cái dấu ấn làm cho chiếc áo dài nó lung linh hơn, nó đẹp hơn và nó đa dạng phong phú để du khách đến Huế mang được cái ấn tượng
về Huế nhiều hơn. Các làng nghề mây tre đan bao la, thổ cẩm giang A Lưới, hoa dại Thanh Tiên, mỹ nghề đúc đồng, sơn mài, pháp lam, thêu, kim hoàng, nón lá, mộc mỹ nghệ, dệt may ở Thừa Thiên Huế đều thiết kế những sản phẩm mẫu mã mới mang đến festival. Vì đây không chỉ là dịp để trưng bày và quảng bá sản phẩm cơ sở làng nghề, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân thợ thủ công Huế phát huy tài năng, trao đổi kinh nghiệm với các làng nghề trong cả nước và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế lớn. Với cơ sở mình thì đã chuẩn bị từ một năm trước, chứ không phải đến hôm nay là chuẩn bị. Những cái sản phẩm mà chúng tôi làm để phục vụ festival á, thường thường là những cái hàng thủ công truyền thống của địa phương, trong đó phải thể hiện được là những cái quảng bá thêm cho những cái ngành du lịch, những cái di tích, những danh lam thắng cảnh của Huế được truyền tải qua những cái sản phẩm truyền thống đó. Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019 đặc biệt là chú trọng cái không gian để mà thao diễn nghề cũng như sự tương tác giữa du khách và nghệ nhân. Đồng thời thì các cái sản phẩm được giới thiệu trưng bày thao diễn tại Festival nghề lần này thì rất là độc đáo và mang bản sắc của từng địa phương và từng quốc gia tham gia với tại kỳ Festival nghề lần này, vận động các cái làng nghề, cơ sở nghề trong cả nước quan tâm đến cái hình thức mẫu mã sản phẩm để làm cho cái sản phẩm của mình được giá trị nhiều hơn. Festival nghề truyền thống Huế 2019 gồm 16 nhóm nghề với 60 cơ sở nghề, làng nghề, 350 nghệ nhân ở nhiều địa phương trong cả nước đăng ký tham gia. Festival lần này sẽ là nơi hội tụ tinh hoa nghệ nhân, nghề, làng nghề thủ công truyền thống, là dịp để du khách có những trải nghiệm thú vị khi tham gia các hoạt động thao diễn, trình diễn các nghề và mua sắm các sản phẩm quà lưu niệm. Đây là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống Thừa Thiên Huế, Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình là những tin tức trên lĩnh vực giáo dục. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế vừa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên viên chính khóa 1 năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 cán bộ công chức viên chức đến từ các sở ban ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn. Trong thời gian từ 20 tháng 4 đến 13 tháng 7, các học viên được nghiên cứu 17 chuyên đề có liên quan đến nền hành chính nhà nước, quản lý vùng và lãnh thổ, các kỹ năng mềm. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước, hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ công chức viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Thuyết trình về những cuốn sách hay, thể hiện sự sáng tạo khéo léo trong xếp sách nghệ thuật là những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa đọc năm 2019 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức. Đây cũng là hoạt động hưởng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6. Ngày hội Văn hóa đọc có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế. Ở phần thuyết trình sách hay, các em không chỉ thể hiện tình yêu, khả năng lĩnh hội những tri thức, bài học quý trong cuộc sống, mà mỗi cuốn sách mang lại, qua đó còn góp phần lan tỏa thói quen, niềm đam mê đọc sách đến với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi các đội thi đang hoàn thành phần thi xếp sách nghệ thuật, thì những câu hỏi trong phần đố vui có thưởng cùng tạo không khí sôi nổi của ngày hội. Sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Với ý nghĩa đó, Ngày hội Văn hóa đọc tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, góp phần tuyên truyền, khuyến khích, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách và phát triển văn hóa đọc ở lứa tuổi học đường trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Hưởng Ngày sách Việt Nam, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề Người càng thông thái càng đọc nhiều và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất. Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định giá trị ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày sách Việt Nam trong đời sống tinh thần cộng đồng. Qua đó khẳng định vị thế vai trò của hoạt động xuất bản trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Qua Ngày sách Việt Nam năm nay còn nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và sinh viên về văn hóa đọc trong trường Cao đẳng Sư phạm, phục vụ giảng dạy học tập,
Trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam, trường Cao đẳng Sư phạm còn triển lãm và giới thiệu phong phú các đầu sách về khởi nghiệp, văn học, về công nghệ 4.0 trong quản lý thành phố thông minh. Cùng trong ngày hôm qua, Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng nhân sự ngành thủy sản. Báo cáo tổng kết 10 năm hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành thủy sản nhận mạnh, sự hợp tác đầu tiên với tập đoàn BIM, sau đó các công ty Huy Long An, Huy Thuận, công ty CP, Thăng Long, Toàn Cầu, Minh Phú. 100% sinh viên nam tốt nghiệp có việc làm và 80% đối với sinh viên nữ. Nhiều cựu sinh viên của khoa thủy sản như các vị trí then chốt trong các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước. Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề hợp tác giữa khoa thủy sản và các doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là công tác đào tạo thực hành thực tập tại doanh nghiệp, đào tạo nhân sự chiến lược cho doanh nghiệp. Tin thể thao, tại khu ký túc xá Trường Bia, Trung tâm Phục vụ Sinh viên Đại học Huế tổ chức khai mạc giải bóng chuyền sinh viên nội trú lần thứ 8 năm 2019. Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên nam và nữ đến từ 8 đội bóng đại diện cho các khu nội trú sinh viên trực thuộc Đại học Huế. Các đội bóng nam và nữ được chia thành 2 nhóm đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để làm cơ sở phân định thứ hạng sau 3 trận đấu. Được tổ chức thường niên, giải bóng chuyền sinh viên nội trú bên cạnh là sân chơi bổ ích giúp phát huy phong trào thể dục thể thao, đồng thời tăng cường giao lưu đoàn kết giữa tập thể sinh viên các khu nội trú. Như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 38 đến 39 độ, độ ẩm 55 đến 60%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà từ 25 đến 37 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy từ 26 đến 38 độ. Thành phố Huế nắng nóng gay gắt từ 26 đến 38 độ, A Lưới có mưa rào và dông từ 23 đến 35 độ, Nam Đông từ 25 đến 39 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét.